mà hai cháu xong khai không đối một tô tao bị khai thì khai một chọc nó là con pinh sao hai ông vậy mà hai cháu xong khai mà xong đáy mà xong một tên chứ sao sao chị cháu mà nè bản phương sẽ gặp phim lùi cách sao co mà tô một rương nó phù mà xa xong bà ti khai tờ kèo hai bản chi một rộng lụa mà bảo ti tăng lụa nơi đi thì đi một pinh bàn tay vừa xôi và xôi tỏng thái bắt được trăm phần lý là cô ba dương gặp vùng đấy thưa giờ nó chỉ là cho thấy miền cà sang say và pro ấy mà tàu nó bị âm nhận lại đấy đấy cô ba cô ba giờ là cho cô là bọn chị ba giờ là cho lừa pháo đúng ăn con sang say và thưa cà chập bà và chập luôn thưa cà bị mau buồn nó đập ram tì là nghe ngay mà phải vào môi là nghe sao mà nhận anh và nơi về liêm mau hàng lớn các bạn đây là mau buôn đập ram tít người ta mình đòi pleu pi đập bẩm pel và mộc sả la khi xin đi campuchia thật là phù mò sản cao đằng cao khăn đằng cao đi xin đi bẩm pin chuẩn song sai hàng lớn nút một nghi thì rất dụ một hai pi năm miền tây làm nơi phù tập peang rong khum chấm bọ sọc bát ti khai tập keo bàn phơi cam một phép luôn một tàu bàn một kêu mạ hồng đa scopy và pò so miền sả lây và làm phổ pò miền bàn đang thả nằm môn pe chặt luôn cầm lang là câu ba phần lớn bàn đặt cầm lang là bắt bắt trở lại cho lời cô trong trường hợp cả hai khả năng nút bàn mà tia khuyên chương song sách chỉ một tô hoàng đa copy một cái đường nút không tương đáng bị tô để chương hay mà đòi sao tại miên mà tô miên sạ lấy và miên là câu ba nhưng miên cả song sách các bạn là khoát luôn và tôi bị nứt pe nút có chạm đam chai chê đấy miên ông co sầm đạp cay sao và được chọn luôn lúc này ông co cay sao một tô môi cầm lấy là chọn luôn thôi ao giờ bạn mà cái thứ cá chập luôn cho là su non nơi đại ca than là cô ba khăn bằng cao tầm đong mà rồi phốc đất đá bạn mình to tiệt hà cái về su non chưa sang say bàn xa được phép thạc luôn bất chỉ bàn phơi ra mà phép cách sau mà tô một cái đường men đòi lui trên pin mà đông hàng cái sai chầm bọ mà sau một tí khai tờ keo mà to bị bàn chi châu đi thì đi một pin làm bây giờ mà luôn là một đông xa khèn một xe chắc mà này thà lọc khèn một xe cứ bố tờ đói xa cháo bàn này thà smart cách hay chiêm xét hành nhà thô đen đấy đúng tay tay phải nhận mơ men tên và rồi đang ngay việc đang thằng lấy nó nơi từ miền tiệt và chẳng bao lời tha bà hiền ban ba nó cứ bà hai chia mì chào mà không bạn ba ba lời tha lấy đến cái lấy tam trăm từ tua thọ là thọ trăm là cam nơi này hay sầm nhập đại thiên âm trong ở con chết mùi tiên nó cứ rõ một tô đại thiên lại lên và ly là cô ba vô thia si vơ cái đời cứ sắp ta chỉ trao ở chỉ một tàu ập lạ lên ba trang dây thành trang mua là hai đấy ban một từ thơ lạ lên pru là bỏ nó và hai chị ập miệng đây thì ai được thì bán ai sao mà bán thà bán một tàu nó cứ đời xa một tàu nó bị ập bồn chẳng bà một tàu châu phi Việt Nam chẳng đó một tàu ập bồn cứ ai chẳng có nào vì ai chi một tàu ấy thơ lại khát bong lùi rọt môi bạn ạ bà tối sao mà được cách nẹp miền lùi nẹp miền nai tèo nấu dưa một prà prà thời bạt bóng lôi bọt chiết anh luôn ấy gì việc hai chiết bà bởi dương vậy từ lơ kẹp pon từ lơ một tàu vẫn cứ dương bởi dương cái lệnh mơ kịp chết sang đây tới miền trang kẹp pon nơi ta mà đã khai niên này đại quạt miền một tàu và phê đại thà ở miền bốn đó và tại ở miền bốn có mình làm lại thao cái nè thật thống bà bởi vậy tới cùng vui rồi làm bà dương cho vậy thà vì bờ tây Việt Nam đại kịch pon đó bà dương cho vậy thà dương bong pun ban chầm nồi cho rót à, tại bà sơn là dương mình ban bong pun ở chầm nồi cho rót su thân này anh miên lôi gì ná bong siêu bẹt khai miên lôi ná bao bẹt khai ơi để hiên con toa đại nơi cho cà phê phong đại nô anh ấy kêu pet bà rót nô ai lỗ kêu nè kêu đại chi bộ liên côn trai con này ai nô anh ấy dương trong mình chèo gặp tha dương công bật tông nè na dương kết tha nẹt đại can ca nơi tam prom mình đào prom đại nó cứ quạt miên phi cầm sao ấy cầm sao ấy phi cầm sao ấy giang bách quạt tha đôi tha một tô để trên cho ọt pun tiền ba mán cứ gọn tha đôi quạt bật này bật chấm bỏ chẳng ấy bà quạt năm bay phao giàu năm bay cái tha năm bay phao giàu ban liên cả ra bà còn tay đó là phi tay quạt đăng tha quạt phơi bài nắng cứ lẹ cả nặng mỗi phòng plan cái đó plan cứ xây được cái bóng bỏ chiết bà bắt bóng nơi chấm đầu ta bớt bắt bóng tay đây là bóng bị bỏ chứ lui chấm nấu chấm nấu láng á phối à quấy rồi dưa trơn cao mau bị kẹo thì này chớ cana thở ca máu cứ thở bong buồn bà cứ chấm nói chừng chớ cana dưa thở cao trơn trơn đi rồi mà vậy trong đó bị châu đó cao sao bị rồi anh ấy bờ sân chim mà tô dương miên bốn tôi bay trao quật luôn vô tới lúc có quật ở sân hiên và hơn luôn
សាយមានពុនប្របាក់លក់បាក់លក់អ្នកឯងលក់គេត្រូវការរស់ពុនមានលេខមានការគ្រាលេខមានការគ្រាទៅទៅបើអត់មានគេអត់ហ៊ានទិញកាលណាគេទិញទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាក្រាផលចោលកម្មទទួលផលចោលកម្មវាអាចបាក់ពលអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចចៅម្នាក់នេះដែលគាត់លួចតាំងពីខែតកែវហើយឆ្លងដែនឆ្លងដែនមកលក់នៅពេញបាទមិនឆ្លងដែនទៅប្រទេសគេឆ្លងដែនមកទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ចង់ស្គាល់ក្រុងភ្នំពេញគាត់ដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញវាមានគាត់ចង់ស្គាល់គាត់ដឹងរួចហើយថាទីក្រុងវាមានប្លុករបស់វាមានប្លុករបស់វាលក់តែវិច័យដនសយបាទជីទៅចង់ប៉ះសមត្ថកិច្ចដាក់ពងដាក់រដ្ឋបាលធ្វើការអានេះបើសិនជាគាត់អត់ដាក់អាវុធសម្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយអាសោសម្រាប់គាត់ធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាចាប់គាត់អត់បានទេមានរបស់តាងគាត់មានលេសថាម៉ូតូខ្ញុំអត់មានពន្ធចេះអាចរួចខ្លួនបានតែដោយសារសមត្ថកិច្ចយើងគាត់ឆ្លាតដែរអញ្ចឹងគាត់ឆែកទៅឃើញអាវុធសម្ងាត់គេថាអាវុធសម្ងាត់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មតខ្លួនហ្នឹងបាទអាហ្នឹងឯងហាត់អាសោអសោទេបាទកាច់ផុសយកបានភ្លាមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ត្រង់បាទបាទអរគុណពិតជាសោកស្ដាយបាទពោះម្ចាស់ណាហើយម្ចាស់គួរដឹងហើយហ្នឹងហើយពួកគាត់លួចមកពីខាងកើតម្ដុំសាយបកស្រុកបាទីខេត្តតកែវបាទបើសិនជាលឺហើយសូមរស់រាន់មកហ្នឹងហើយហើយយកលិខិតឆ្នាំទិញខ្ញុំមិនគិតថាម៉ូតូហ្នឹងមានពន្ធអត់ពន្ធទេប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់បាទម្ចាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងដែលបានទិញហើយមានអីកាត់ឬក៏និយាយចំទៅមិនទាន់បានធ្វើទេបាទនិយាយត្រង់ទៅគាត់អាចមកទទួលអាចទទួលយកវិញព្រោះយើងមានផតតាំងឲ្យផ្សេងហើយយកធ្វើផ្លាក់លេខបានត្រឹមត្រូវផងបាទកុំប្រហែងយើងទៀតព្រោះឲ្យថាអស់លោកអត់បានធ្វើផ្លាក់លេខបានន័យថាអស់លោកចង់ធ្វើរបៀបម៉េចបាទចង់ថាបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងជូនកាចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងជាចៅប្លន់ចៅលួចបាទដល់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើប្រាក់លេខទេកាលណាបាទកាលណាលួចពោះគេឬប្លន់របស់គេឆក់របស់គេគឺគេអត់ដងតោឃើញទេព្រោះយើងអត់មានប្រាក់លេខបាទបើមានប្រាក់លេខគេស្រួលចំណាំបាទធម្មតាចាំមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងម៉ូតូអត់ប្រាក់លេខអត់ពន្ធអីសម្រាប់គាត់ទៅធ្លាប់បានតែងបានប្រកាសផ្សាយមែនទេពាក់ព័ន្ធម៉ូតូអត់ប្រាក់លេខអត់អីណាគាត់អាចអាស្រ័យឲ្យចូលទៅធ្វើប្រាក់លេខធ្វើអីចឹងណាវាស្រួលអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើអស់លោកលុយតែអត់ធ្វើនឹងបានន័យថាសិតទៅជាចៅហើយខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងហ្មងព្រោះកុំបន្ទោសថាខ្ញុំនិយាយឆៅខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់បាទព្រោះអស់លោកគិតថាមិនធ្វើបើសិនជាមនុស្សដែលរៀនសូត្រចេះដឹងអស់លោកត្រូវធ្វើឲ្យព្រោះទី1ការពៀសសម្បត្តិខ្លួនឯងបាត់បង់បាទកុំឲ្យពិបាកទៅអាជ្ញាធរគេធ្វើការទី2គេស្រួលចំណាំថាអ្នកឯងមិនមានម៉ូតូមានផ្លាក់លេខត្រឹមត្រូវតែអញ្ចឹងបានបងពុនអីចូលពុនចូលរត់អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកាលណាអ្នកឯងគ្មានផ្លាក់លេខបានតែអ្នកឯងគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើផ្លាក់លេខបាទបាទអានោះរបៀបយ៉ាង